Xin chào toàn thể các bác đã trở lại với kênh YouTube của Hiếu Minh Audio. Hôm nay thì em Hải sẽ review và giới thiệu toàn thể các bác một chiếc vang số thuộc phân khúc cao cấp, hàng nhập khẩu, chính hãng, chính ngạch, thương hiệu của DB Audio. Thì sau phiên bản rất thành công của nhà hãng DB, đó là model DB750. Và sang năm nay thì nhà hãng DB Audio đã biết lắng nghe ý kiến của khách hàng và đã cho ra phiên bản 2023, một phiên bản mà hoàn thiện và nâng cấp hơn. Đó chính là model DB S750 Plus. Bản phiên bản trước thì chỉ có duy nhất một màu, đó chính là màu trắng và phay khung nhôm. Thì sau khi là lắng nghe ý kiến của khách hàng đóng góp thì nhà hãng đã cho ra thêm một phiên bản màu nữa mà được rất nhiều khách hàng ưng ý và lựa chọn. Đó chính là phiên bản màu đen, phù hợp đa dạng với tất cả các bộ dàn karaoke hay là nghe nhạc. Thì trên tay em đây, đấy chính là chiếc vang số DB S750 Plus thuộc phân khúc mới nhất và cũng là thuộc phiên bản màu đen. Thì hôm nay đã có hàng ở tại chi nhánh miền Nam của Hiếu Minh. Em sẽ lên sóng và cũng như là mở hộp sản phẩm này để review về ngoại thất cũng như là chất âm của chiếc vang số DB S750 Plus này. Phụ kiện đi kèm nguyên hộp của nhà hãng thì gồm có là một dây quang kết nối với tivi, một quyển sách hướng dẫn, một dây nguồn kết nối điện 220, một dây kết nối với vang số, và máy tính laptop. Một điều khiển remote từ xa, các bác có thể chuyển đổi các mode như sau: mode 1, mode 2, mode 3, 4, input này, to nhỏ, mic, nhạc và echo vang dội. Thì với chiếc vang số S750 Plus này thì em có thể cài cho bác là 4 mode riêng biệt, gồm 3 chế độ karaoke và 1 chế độ nghe nhạc. Còn nếu các bác muốn thay đổi các chế độ khác thì có thể là chia sẻ cho em để em cài theo nhu cầu của bác. Và đây là chiếc vang số S750 Plus phiên bản màu đen. Về thiết kế là vẫn là phay nhôm nguyên khối của chiếc vang này, cho nên cầm rất là nhẹ. Đấy, cầm rất là nhẹ. Thì sau khi thay đổi một chút về phiên bản này, đó chính là thay đổi là thêm cái màu này là được sơn màu đen, hoàn toàn khối này. Đấy, DB Audio S750 Plus. Nút nguồn ở phía trước. Một màn hình là hiển thị thông số, mic này, echo vang nhại này, music và các mode chế độ S750 Plus. Đấy. Các bác có thể chỉnh tay được chiếc vang số S750 Plus này với các phím như là phím mode, phím enter, aux, cổng quang và các revert echo này. Đấy. Music, volume to nhỏ của mic, volume to nhỏ của echo, volume to nhỏ của nhạc. Và điểm đặc biệt nhất của chiếc vang số S750 Plus này đó chính là đầu tiên là nâng cấp ở chỗ đường quang tín hiệu vào, gồm 2 cổng. Đấy, bình thường các chiếc vang số có cổng quang vào đã là một trong những chiếc vang số rất hay rồi, nhưng đây chiếc vang số của S750 Plus nó thêm một cổng quang out, cổng quang output dành cho có thể link sang các bộ dàn khác, đúng không ạ? Hoặc là công nghệ đời mới sau này các bác có thể là hiểu được cái phần quang này rất quan trọng. Và với thiết kế là 8 cổng ra, 8 cổng ra khác nhau, và 8 cổng này xử lý âm thanh là site, người ta hay gọi là âm thanh 7.1, 7 đường output và 1 đường sub, âm thanh 7.1 này. Đấy. 8 cổng ra, rất nhiều cổng, các bác có thể sử dụng đi áp dụng cho phòng gia đình karaoke, phòng hát này, hay là sự kiện nhiều loa, nhiều sub trên chiếc vang này. Tem của nhà hãng DB Audio. Đây là một chiếc vang mà gọi là đã được trải nghiệm ở trên thị trường rất là lâu và cũng được đánh giá rất là cao về chiếc vang số S750 Plus này rồi. Hôm nay thì hàng vừa về, cũng như là có một cái phiên bản màu đen này thì em cũng muốn giới thiệu tới các bác. Đấy. Hôm nay thì em sẽ cùng các bác trải nghiệm chất âm của chiếc vang số S750 Plus nhé. Xin mời các cùng theo dõi. Còn gì đâu vực trắng xưa phai màu, giờ dàng hết mối duyên đầu. Trời làm ơn cho mắt em u sầu khi mình cách xa nhau. Biết sẽ về đâu trong điều hiu lạnh giá. Ôi chuông độ chạy lòng thương cô nhà. Ta xa nhau biết tìm anh chốn nào, mắt lệ sao còn trào, nghẹn ngào giây phút chia ly. Anh ra đi sao đường xưa buồn lắm, chút nhà thơ vang vọng tiếc lòng. Giờ còn gì đâu vực trắng xưa phai màu, dở dàng hết mối duyên đầu. Trời làm ơn cho mắt em u sầu khi mình cách xa nhau. Biết sẽ về đâu trong điều hiu lạnh giá. Chẳng lòng thương cô nhà. Ta xa nhau biết tìm anh chốn nào, mắt lệ sao còn trào, nghẹn ngào giây phút chia ly. Anh ra đi dạo đường giữa buồn lòng, trước nhà thơ vang vọng tiếc lòng vào. Nụ hồng tan với tình yêu giữa vùng dài, từ khi anh bước bên người. Dẫu nồng không say sao tái tê đêm dài, cũng hoài có ai hay. Cô níu thời gian nhưng thời gian lặng lẽ trôi đi vào vô tận, cho lòng buồn thương cô nhân. Cô níu thời gian nhưng thời gian lặng lẽ trôi đi vào vô tận, cho lòng buồn thương cô nhân. Cô níu thời gian nhưng thời gian lặng lẽ trôi đi vào vô tận, cho lòng buồn đưa cô.